đến với buổi tư vấn trực tuyến livestream số 5 City Care nhịp cầu sức khỏe của Bệnh viện Quốc tế City. Chương trình được phát sóng vào 11 giờ thứ ba hàng tuần trên fanpage Bệnh viện Quốc tế City. Đồng hành cùng chúng ta ngày hôm nay, chúng tôi có mời đến với bác sĩ Quách Văn, hiện là bác sĩ khoa sản của Bệnh viện Quốc tế City. Bác sĩ giới thiệu. Xin chào mọi người. Mấy ngày nay là nghỉ lễ, là mấy mẹ bầu có khỏe không? Thì cho bác gửi lời thăm đến tất cả mọi người, em bé của các mẹ bầu nữa. Và để giới thiệu với quý vị thì bác sĩ Quách Văn hiện là bác sĩ khoa sản. Vì vậy chủ đề hôm nay chúng ta sẽ trao đổi với nhau, đó là một chủ đề mà rất là nhiều ông bố và bà mẹ quan tâm, đó là lần đầu làm bố. Khi theo dõi livestream ngày hôm nay, quý vị cũng đừng quên đặt câu hỏi để bác sĩ Văn có thể tư vấn trực tiếp cho chúng ta. Và bên cạnh đó thì cũng đừng quên thả tim và chia sẻ đoạn clip này để những kiến thức bổ ích này đến với nhiều người hơn nữa. Và quý vị thân mến, chuyển dạ vượt cạn con yêu chờ đợi có lẽ là những khoảnh khắc tuyệt vời nhất mà bố mẹ không thể nào quên được, đúng không ạ? Và đặc biệt là các ông bố thì thường rất là lo lắng, không biết là phải chuẩn bị tâm lý như thế nào để đón con yêu của mình. Và đặc biệt là khi mà các bé chào đời rồi thì các bố thường rất là lúng túng, không biết là phải làm gì với con yêu của mình. Vì vậy, để không phải bối rối trong lần đầu làm bố thì bác sĩ Tân sẽ giúp chúng ta chia sẻ những kiến thức rất là bổ ích đến với các ông bố và bà mẹ. Kính thưa bác sĩ, khi mẹ bầu bắt đầu có dấu hiệu chuyển dạ, ví dụ như là vỡ ối, tràn dịch nhầy màu hồng, thì bố còn phải làm gì ngay lúc này? Mong bác sĩ là tư vấn trực tiếp cho các bố mẹ. Thì lần đầu làm bố, lần đầu làm mẹ thì ai cũng háo hức là mong chào con của mình chào đời. Cho nên bất cứ có dấu hiệu nào lạ, nó không giống như bình thường, là mọi người thường sẽ lúng túng và bối rối. Thì bây giờ là giống như những cái lần trước có hội nghị thì bác cũng có giới thiệu về những cái dấu hiệu là làm sao là gọi là sắp sửa sanh, lúc nào là cần phải đi bệnh viện liền. Thì nếu mình có theo dõi thì mình sẽ biết, còn ai chưa coi thì có thể coi lại những cái số trước ha, để kiểm tra lại. Thì những cái dấu hiệu như là đau bụng nè, ra cái dịch nhầy màu hồng nè, hoặc là ra nước ở âm đạo ha, đó là những cái dấu hiệu báo hiệu là em bé của mình sắp sửa chào đời rồi. Thiên thần bé nhỏ của mình sắp đến với gia đình của mình ha. Thì các ông bố phải bình tĩnh, tại vì cái lúc này mẹ thường xuất hiện những cái dấu hiệu lạ thì mẹ đang là giữ một cái trách nhiệm là nuôi dưỡng em bé trong bụng. Thì những cái dấu hiệu lạ đó thường sẽ làm cho người mẹ rất là lo lắng ha, có thể họ mất bình tĩnh. Thì ông bố phải là một cái người vững chãi, một cái ông chồng, một cái trụ cột gia đình mà. Mình phải vững vàng lên, mình phải đảm bảo giữ được bình tĩnh, và mình phải an ủi cho mẹ, vỗ về cho mẹ và hỗ trợ giúp mẹ đi đến bệnh viện ha. Có thể là mang những cái vật dụng cần thiết, ví dụ như cái sổ khám thai, cái đó là cái quan trọng đặc biệt nhất để cho bác sĩ có thể theo dõi được cái thai kỳ của mình. Giống như mình không phải là mình lúc nào mình cũng bác sĩ đó cũng sẽ tiếp nhận mình khi ở trong bệnh viện, cho nên có thể mình nửa đêm mình đau bụng mà mình không có một cái giấy tờ với bác sĩ tiếp nhận cũng rất khó khăn trong cái việc mà theo dõi tiếp cho con mình ha. Thì cái điều quan trọng nhất là phải cầm sổ khám thai theo ha, để cho là bác sĩ tiếp nhận được, biết được tình trạng thai kỳ của mình như thế nào, khỏe hay không, em bé hiện tại như thế nào, vân vân. Cái đó là cái quan trọng nhất. Rồi còn những cái vật dụng sau đó cần thiết thêm thì có thể nhờ người nhà hỗ trợ mang vào sau cũng được. Dạ vâng, dạ cảm ơn bác sĩ. Vậy thì theo phần chia sẻ của bác sĩ Văn thì các ông bố còn có những lưu ý như sau. Thứ nhất là cần động viên tinh thần cho vợ của mình. Thứ hai là mang theo những vật dụng cần thiết, cũng như là các giấy tờ hay là các tiền bạc mà cần trong khi mà mình đến bệnh viện, đúng không ạ? Vậy thì còn lại thì người thân sẽ hỗ trợ chúng ta trong những khoảng khác. Vậy thì thưa bác sĩ, thì khi mà phòng sanh thì bố cần lưu ý làm những gì thưa bác sĩ? Vào phòng sanh à? Dạ vâng. Khi vào phòng sanh thì đặc biệt là tại Bệnh viện Quốc tế City mình á, là có cái chương trình là có cái phòng sanh gia đình ha. Gọi là phòng sanh gia đình có nghĩa là trong phòng sanh đó thì các ông bố được vào trong phòng sanh cùng với bà mẹ ha. Ông bố sẽ ở bên cạnh mẹ để an ủi mẹ, vỗ về cho mẹ, và đặc biệt là trong những cái cơn đau của mẹ thì ông bố bình thường đã không thể nào chia sẻ là cái cảm giác mà mang nặng đẻ đau như thế nào rồi, thì phải cho ông bố vào trong đó, phải để ông bố cảm nhận được mà thấy vợ mình đau đớn như thế nào trong cuộc chuyển dạ, mà sau đó sẽ yêu thương vợ nhiều hơn. Rồi đồng thời là khi người vợ có ông bố, có người thân ở cái bên, ông chồng của mình ở cái bên,
vỗ về mình, nắm tay, chỉ là những cái nắm tay thôi, đơn giản chỉ cái nắm tay thôi là người ta cũng cảm thấy yên lòng hơn ha. Chứ còn mà vô một cái phòng xanh, mà ví dụ giống như một số cái bệnh viện, mình không có nói là bệnh viện nào, ở một số nơi khi mà vào trong đó các cô các mẹ bầu á, bị gọi là bị cách ly hoàn toàn với gia đình, ở trong đó không quen biết ai hết, chỉ kêu được các cô điều dưỡng, các cô nữ hộ sinh hay là các bác sĩ để chăm sóc, để hỗ trợ. Còn ở ngoài thì người nhà lại lo lắng không biết tình hình cái bà bầu trong đó như thế nào, có an toàn hay không như thế nào, cho nên là rất là nhiều bối rối. Nhưng còn tại bệnh viện Quốc tế City không có ha. Phòng xanh ở đó ông bố có thể vào, khi nào ông bố cảm thấy mệt muốn đổi người có thể đi ra để cho người khác vào, ví dụ như là mẹ của bà bầu, thì quy định là do cái vấn đề đảm bảo an toàn, đảm bảo về cái vệ sinh của các phòng xanh, thì quy định chỉ cho một người thân vào với sản phụ thôi. Cho nên là cái chuyện đó là mình cố gắng mình sắp xếp có thể thay phiên nhau vào, hoặc là chỉ một người vào. Dạ vâng, theo như bác sĩ thì đó là những gì mà ông bố cần làm khi mà mẹ chuẩn bị chuyển dạ. Vậy thì khi mà bé đã ra đời thì bố có thể làm, cần phải làm những gì cho cả mẹ và bé luôn? Sau khi ra đời thường là chủ yếu là những cái lúc mà nằm trong cái giai đoạn hậu sản, nằm ở trong bệnh viện cũng như là đi về nhà rồi, dạ. Còn trong tháng em bé của mình mới đẻ ra thì nó đang từ một cái môi trường trong bụng mẹ yên tĩnh, không có ánh sáng, không có gì hết. Bây giờ đem ra ngoài thì nó phải thích nghi với cái môi trường bên ngoài. Nó bắt đầu nó sẽ phải đói bụng, tại vì trong bụng mẹ thì chỉ có việc là nằm ở đó và mẹ ăn uống, thì chất dinh dưỡng đi qua nhau thai đi vào em bé. Bé không cần phải ăn uống, không cần phải bú, không cần làm gì hết. Còn bây giờ đem ra ngoài rồi, bé phải tự hít thở nè, tự ăn, tự uống, tự đi vệ sinh vân vân. Tất cả những cái đó là em bé phải làm. Cho nên là nhiều khi bé hay khóc, tại vì bé không thể nào mà ngồi dậy đi lau vệ sinh hay là ngồi dậy đi tiểu gì hết. Mà những cái chuyện đó bé muốn cho mẹ biết được thì bé chỉ có một cách duy nhất là bé khóc. Bé khóc thì mẹ hoặc là gia đình phải kiểm tra coi như thế nào, coi là có tới giờ bú chưa. Bao tử của bé có một điều lưu ý nữa là bao tử của bé mới sinh ra nhỏ xíu bằng ngón cái mình thôi ha, thì trong những ngày đầu chỉ cần vài giọt sữa cho em bé là đủ no. Tuy nhiên chính vì chỉ có vài giọt sữa như vậy thì cái gọi là cái thời gian mà no của bé nó sẽ ngắn, cho nên trung bình khoảng 2 tiếng tới 3 tiếng là mình phải cho bé bú một lần ha. Ban ngày thì dễ dàng rồi, nhưng còn ban đêm thì sao? Các ông bố cũng phải cố gắng hỗ trợ cho mẹ. Ví dụ mẹ cho bú sữa mẹ thì nó đơn giản, chỉ cần mẹ dạy mẹ cho bé bú ha, ông bố có thể hỗ trợ là dỗ về hay là bế bé phụ cho mẹ. Nhưng có những trường hợp mà mẹ không có sữa hoặc không đủ sữa thì phải bú bình. Thì cái chuyện của bố bây giờ là phải sao? Pha sữa, đúng không? Khi bú xong, bố giúp đỡ cho mẹ đi rửa bình sữa hay là đi tráng bình sữa hay là đi xúc bình sữa vân vân, làm tiệt trùng bình sữa các thứ ha. Chứ còn mà cứ để cho một mình bà mẹ, ban ngày cũng chăm, ban đêm cũng chăm, gần như là sẽ bị stress. Chứ bây giờ là một cái giấc ngủ của mình biết rồi, mình phải ngủ 8 tiếng thì mình mới khỏe, mới có tinh thần. Còn cái này cứ 2 tiếng phải dạy cho bé bú một lần, 2 tiếng, 3 tiếng, chắc chắn mẹ sẽ stress. Mà stress gì thì mẹ sẽ rất là dễ nổi cáu. Nổi cáu xong rồi thế là ông bố lại giận. Thì đó, cho nên là các ông bố cần lưu tâm những chuyện đó, cần phải thông cảm cho mẹ nhiều hơn, chia sẻ với mẹ nhiều hơn. Thì khi mẹ cảm thấy mình được giúp đỡ như vậy nè, được quan tâm nhiều nè, được bổ về nhiều nè, thì tự động có bực đi nữa cũng nhìn thấy ông chồng như vậy, cũng cảm thấy thương chồng nhiều hơn, rồi hạnh phúc gia đình sẽ được gắn kết tốt hơn. Rồi, chưa kể khi ông bố bế con, hoặc là ông bố hỗ trợ cho con bú này nọ vân vân, tự động mình sẽ cảm thấy là ôi sao con mình đáng yêu quá, dễ thương quá ha. Tự động nó có một cái sự gắn kết giữa ông bố và đứa con nữa, đúng không ạ? Cảm ơn phần chia sẻ của bác sĩ. Và với một cái chủ đề rất là hấp dẫn như chủ đề hôm nay, lần đầu làm bố, thì có rất là nhiều câu hỏi được gửi về cho chương trình. Thì em xin phép đọc một số câu hỏi mà các khán giả đã gửi về cho fanpage của bệnh viện.
Kính thưa bác sĩ, được biết Bệnh viện Quốc tế City cho phép người thân vào phòng sanh. Cho tôi hỏi, dù sinh thường hay sinh mổ đều được vào hay chỉ sinh thường mới vào được? Và tôi muốn hai người vào phòng sanh có được không thưa bác sĩ? Rồi, cái câu hỏi này là nãy giờ bác cũng có nói qua rồi ha. Là thứ nhất là cái vấn đề vào phòng sanh, thì để đảm bảo cho cái chuyện vô trùng, đảm bảo cho cái an toàn cho em bé và cũng như cho bà mẹ, thì quy định chỉ cho một người vào thôi ha. Chỉ có một người, có thể là bố hoặc là mẹ, có nghĩa là bà ngoại ha, hoặc bà nội cũng được ha. Tuy nhiên quy định chỉ một người thôi. Và khi người nhà vào thì phải đảm bảo những cái chuyện như là mặc áo, mang găng, đeo khẩu trang v.v. đội nón các kiểu để đảm bảo cái vô trùng cho bà mẹ và em bé. Rồi, còn cái vấn đề mà vào phòng mổ thì hiện tại trong cái giờ hành chánh thì sẽ có hỗ trợ cho mẹ cho người nhà vào phòng mổ cùng với bà mẹ. Tuy nhiên đối với những cái trường hợp mà mổ cấp cứu hoặc là mẹ cần phải mê mổ bằng phương pháp gây mê á, thì mẹ đâu có tỉnh đâu, cho nên là sẽ không cho người nhà vào để cho mọi người có thể hỗ trợ cấp cứu cho mẹ kịp thời. Chứ không thể nào mà còn hướng dẫn cho ông bố vào, như vậy thì sẽ làm cản trở cho cái quá trình công tác của các bác sĩ. Nếu mà quý vị còn bất kỳ thắc mắc nào liên quan tới cái dịch vụ sinh tại bệnh viện thì có thể gửi câu hỏi về fanpage thì bệnh viện sẽ trả lời và liên hệ trực tiếp đến quý vị. Và chúng ta sẽ đi sang câu hỏi tiếp theo ạ. Câu hỏi từ chị Hải Linh ở quận 5 gửi về: trẻ sơ sinh tắm lúc nào thì thích hợp? Bố bé mới 8 giờ sáng đã cho bé đi tắm, giờ đó có hợp lý không thưa bác sĩ? Về cái vấn đề là tắm giờ nào thích hợp thì thực sự mà nói ha, tắm giờ nào cũng được, giống như bình thường mình như vậy nè. Mình tắm giờ nào cũng được thôi, tuy nhiên em bé thì còn nhỏ, chủ yếu mình tắm mình phải cần lưu ý những cái vấn đề là tránh lạnh cho em bé thôi. Cái phòng tắm chủ yếu phải kín, phải kín gió, không để có gió lùa vào ha. Quan trọng nhất là cái kín gió. Thứ hai, thử cái nhiệt độ nước trước khi cho bé vào, là phải kiểm tra nhiệt độ nước coi nước này có phù hợp cho em bé chưa, chứ để nóng quá thì em bé rất dễ bị phỏng, hoặc lạnh quá thì lại ảnh hưởng không tốt cho em bé. Rồi, thì vậy thì cái vấn đề pha nước đó, mình phải pha như thế nào, cho nước nóng vô trước hay cho nước lạnh vô trước? Dạ, thường là cho nước lạnh vào trước ạ. Mình sẽ cho nước lạnh vào trước. Đặng lỡ mà giả sử mình đang cho nước, mình đang trong quá trình pha nước, cái em bé khóc lên chứ mình bỏ xuống, mình chạy qua mình coi em bé, xong rồi mình quên mình ẵm em bé qua, lỡ mà mình quên kiểm tra cái mình bỏ vô em bé, lỡ mình bỏ nóng thì nó sẽ bị phỏng, rất là nguy hiểm ha. Cho nên là để an toàn cho em bé thì pha nước lạnh trước, sau đó mới cho nước nóng vào từ từ ha. Đừng tiếc là nói cho nước lạnh vô trước như vậy mới cho nước nóng thì sẽ phải tốn nhiều nước, không có, tắm cho em bé mà càng nhiều nước em bé càng thích ha. Rồi, thì giống như nãy nói là tắm giờ nào cũng được, ví dụ vào cái mùa lạnh mới sáng sớm chưa có mặt trời nữa mà tắm, nhưng mình ẵm em bé vô mình tắm rồi thì nó lại lạnh cho em bé. Còn vào cái mùa nóng giờ nào tắm cũng được, đúng không, thì không ảnh hưởng đến cái chuyện tắm vào cái giờ nào, không có ảnh hưởng, nó không phải là một cái vấn đề giống như là uống thuốc để điều trị bệnh mà phải cần đúng một cái giờ cố định. Thì miễn sao mình đảm bảo những cái chuyện là kín gió, không lạnh em bé là được. Theo như dặn dò của bác sĩ thì chúng thấy là việc tắm cho bé rất là quan trọng. Vì vậy các bố mẹ cũng hãy thật cẩn thận và đừng khinh suất khi mà chăm sóc con và đặc biệt là tắm cho bé. Và vì thời lượng chương trình có hạn nên chúng tôi sẽ đi đến câu hỏi cuối cùng trong chương trình ngày hôm nay. Dạ vâng, kính thưa bác sĩ, mình mới làm cha lần đầu, khi tắm nắng cần lưu ý những gì? Mong bác sĩ Văn tư vấn. Về cái vấn đề tắm nắng ha, tắm nắng là cái thứ nhất cần phải lưu ý. Phơi nắng cho em bé là mình phải phơi toàn bộ, mình phải bộc lộ hết toàn bộ em bé ra. Chứ không phải là chỉ cởi cái áo ra mà không cởi hết đồ ha. Cho nên cái điều đầu tiên quan trọng là cởi hết đồ của bé ra. Rồi, cái thứ hai, che những cái phần cần thiết, ví dụ như mắt. Mắt của bé rất là yếu ha, ánh sáng quá mạnh sẽ ảnh hưởng tới, không tốt cho tới mắt của bé. Rồi, cái che nữa là cái cơ quan sinh dục ha, của bé trai cũng như của bé gái cũng phải che lại. Và tắm thì sẽ tắm đều toàn bộ nguyên thân hình. Rồi, và một cái lưu ý nho nhỏ nữa, hướng ánh nắng, hướng làm sao mà để chiếu từ hướng đầu của em bé xuống dưới chân em bé, chứ đừng có mà đưa cái mặt bé qua hướng nắng, như vậy thì bé sẽ bị đẹp. Và mình sẽ tắm một ngày giờ nào cũng được, nhưng lưu ý là
vừa thấy mặt trời mọc là tắm, chứ không phải là 7 giờ mới tắm, 8 giờ không tắm, không phải. Có những bữa mây mù nó nhiều, nhưng mà tới lúc mà 7 giờ, 8 giờ mấy mới bắt đầu có nắng thì lúc đó ra tắm cũng được ha, và tắm chừng 5-10 phút một ngày thôi, chứ không có ôm nửa tiếng một tí. Như vậy bé vừa nóng lực vừa khó chịu, mà thêm vào đó bé đầy đen nữa. Dạ cảm ơn bác sĩ. Kính thưa quý vị, vừa rồi thì bác sĩ Văn đã chia sẻ cho chúng ta rất là tận tình và những kinh nghiệm khi mà lần đầu làm bố. Vì vậy khi nếu mà quý vị còn bất kỳ câu hỏi nào có thể gửi về cho fanpage của Bệnh viện Quốc tế City, chúng tôi sẽ liên hệ và giải đáp trực tiếp cho quý vị. Và thời lượng chương trình có hạn nên chương trình đến đây xin phép được kết thúc, và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau. Xin chào.